thương như cho nhân gian bao la đừng phải nghĩ xem thương giờ vờ chỉ che giấu làm gì để thách cô đơn khi đêm về hỡi người nào ai ở đang tới lúc đêm thức giấc sức mình là duy nhất niềm tin rất cao chất chất để có được phút với mình đã sống thật làm sức phận để bay cao rời khỏi mặt đất. Cho nhân gian bao la đừng hoài nghi xem thương giờ vờ chỉ che giấu làm gì để thách cô đơn khi đêm về hỡi người nào ai ở đây tới lúc đêm thức giấc sức mạnh là duy nhất niềm tin rất cao chất chất để có được phút với mình đã sống.